Thưa quý vị, từ xa xưa, cây thông đỏ được người dân Hàn Quốc sử dụng để điều trị nhiều bệnh như các bệnh về tim mạch, về dây thần kinh. Ngày nay, với công nghệ hiện đại hơn, tiếp tục kế thừa bài thuốc truyền thống sử dụng các vi chất có trong lá cây thông đỏ, các nhà khoa học đã tìm hiểu và nghiên cứu ra sản phẩm giúp chữa trị thêm nhiều bệnh khác nhau, đặc biệt là tinh dầu thông đỏ. Lá thông được bào chế dưới dạng tinh dầu, tác dụng nhanh khi sử dụng, giúp con người tăng cường sức khỏe một cách tối ưu. Để tìm hiểu rõ hơn về tinh dầu thông đỏ và tìm được địa chỉ cung cấp sản phẩm uy tín, xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau. Theo nghiên cứu đăng trên một số tạp chí của Anh và Ai Cập năm 2016, tinh dầu thông đỏ chứa các chất có thể kích thích enzyme AMPK, hỗ trợ làm giảm tổng hợp axit béo, giảm sự biệt hóa tế bào mỡ, từ đó giảm sản xuất mỡ xấu như LDL, bào mòn dần các mảng xơ vữa bám trong lòng mạch, giúp thông huyết mạch, điều trị đau dây thần kinh. Năm 2016, một nghiên cứu khác đăng trên tạp chí của Hà Lan cho thấy tinh dầu thông đỏ chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa, có tác dụng trung hòa gốc tự do cùng với tác dụng thông mạch, góp phần hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhân suy giảm miễn dịch. Khi tôi mua tinh dầu tinh đỏ Hàn Quốc về, tôi sử dụng thì tôi thấy nó tốt. Thì tiêu dùng thì tôi có mua ở công ty đấy và về tôi xem thì tất cả các mẫu mã và cái vỏ bên ngoài thì là đều là giống như tôi mua ở bên Hàn Quốc. Thế mà khi tôi sử dụng thì tôi thấy là cái sản phẩm đấy thì nó cũng tốt, không khác gì là cái sản phẩm mà tôi mua trực tiếp bên Hàn Quốc về. Nên là tôi thấy là cái sản phẩm mà công ty Phước An bán thì tôi thấy là rất tin tưởng. Nhận thấy hiệu quả từ sản phẩm tinh dầu thông đỏ, bà Thoa cũng tin dùng sản phẩm này trong nhiều năm qua. Cái dầu thông đỏ này của công ty Phước An thì tôi uống mới có một hộp. Nhưng tôi thấy nó thuyên giảm là vì này, tôi không thấy nó mệt mỏi. Thì tôi chắc chắn là bệnh tình nó sẽ thuyên giảm thì nó mới không mệt mỏi. Chứ còn mọi khi thì tôi thấy sáng ngày ra tôi không muốn dậy. Nắm bắt được thị hiếu của người tiêu dùng về các sản phẩm bảo vệ sức khỏe, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Phước An đã phân phối sản phẩm tinh dầu thông đỏ giúp người tiêu dùng có những sản phẩm chăm sóc sức khỏe một cách tối ưu. Tinh dầu thông đỏ được chiết xuất 100% từ lá cây thông Hàn Quốc. Lá thông được hái ở độ cao hơn 1.700m trên vùng cao của Jeonggangdo ở phía bắc Hàn Quốc. Lá cây thông được trồng ở đây chứa nhiều thành phần có tác dụng chữa bệnh hơn 20 lần so với lá thông ở các vùng khác. Trung bình 1,3 kg lá thông tươi sẽ chiết xuất được một viên nang, 450 mg tinh dầu thông. Chiết xuất lá thông thu được thông qua quá trình sấy khô, nghiền và chiết xuất bằng phương pháp trưng cất hơi nước. Trong tinh dầu chứa nhiều hợp chất giúp hỗ trợ tích cực trong việc điều trị cao huyết áp, mỡ trong máu, tiểu đường, tác dụng giảm xơ vữa động mạch và nâng cao thể trạng cho người đang hóa xạ trị. Ngoài ra, sản phẩm còn giúp đào thải cholesterol trong gan, máu nhanh chóng, có tác dụng kích thích và tổng hợp axit béo, giảm sinh tổng hợp cholesterol, giảm sự biệt hóa tế bào mỡ. Không những vậy, nghiên cứu tại Mỹ còn chỉ ra rằng trong lá thông đỏ còn có hợp chất tason giúp phòng và điều trị ung thư. Công ty chúng tôi đã kinh doanh các cái mặt hàng của Hàn Quốc đã được hơn 10 năm ở thị trường Việt Nam. Tất cả các mặt hàng chúng tôi đưa nhập khẩu về thì đều đảm bảo đạt được chất lượng và mang đến cái hiệu quả cho người tiêu dùng. Đặc biệt là tinh dầu thông đỏ. Năng tác dụng của tinh dầu thông đỏ thì đối với các cái bệnh huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, rồi sỉ chết, các cái bệnh về thần kinh, sử dụng qua tìm hiểu thế tính năng tác dụng của tinh dầu thông đỏ và qua kiểm chứng từ phía khách hàng đã sử dụng và phản hồi lại thì chúng tôi rất yên tâm về cái sản phẩm mà mình nhập khẩu về phân phối tại thị trường Việt Nam. Sau một thời gian dùng thì hiện nay sức khỏe của tôi là hoàn toàn là được nâng lên và bây giờ là mỡ máu là không còn, gan nhiễm mỡ cũng không có. Do nhu cầu sử dụng tinh dầu thông đỏ của người Việt giúp bảo vệ sức khỏe ngày càng tăng cao, thị trường có rất nhiều nhãn hiệu tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc khác nhau gây nên sự khó khăn trong lựa chọn. Ngoài ra, người dùng có thể tìm kiếm những sản phẩm nhập khẩu chính hãng đã được Bộ Y tế cấp phép. Có số xác nhận công bố, sản phẩm được bảo hộ bởi những tập đoàn lớn. Để tránh mua phải sản phẩm hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, nguy hại cho sức khỏe.